Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tổ tiên báo mộng, vận may ập tới, tiền của đổ về, đổi đời giàu sang. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý khán giả thân mến, chúng ta đã qua nửa đời người, đã đi qua nhiều mưa gió, nắng cháy và chứng kiến đủ những thăng trầm. Cái thú của tuổi cao và trung niên chính là hiểu đời, hiểu người và hiểu mình. Để biết điều gì nên làm và tận hưởng cuộc sống trong tầm tay theo một cách rất riêng, cuộc đời còn lại là quá quý giá, nên đừng lãng phí vào những sự việc không đáng và con người không đáng. Bước vào thời điểm tháng 11 âm lịch 2024, nhờ nhiều cách tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Bính Thìn. Vậy cụ thể chi tiết vận trình ra sao, mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Bính Thìn được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 11 âm lịch 2024 để giúp Bính Thìn cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tự tin và đầy nhiệt huyết. Bính Thìn có tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo tự nhiên và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Bính Thìn thường được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và tôn trọng vì sự chính trực, chân thành. Họ có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng kết nối với người khác và thường xuyên giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tính cách hòa đồng, thân thiện của Bính Thìn giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ hữu ích và lâu bền. Tuy nhiên, anh chị Bính Thìn cũng cần cẩn trọng với tính cách nóng nảy và đôi khi thiếu kiên nhẫn của mình. Bính Thìn cần học cách kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động để tránh những sai lầm không đáng có. Cuộc đời của Bính Thìn thường trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhờ vào sự kiên định và ý chí mạnh mẽ, họ luôn vượt qua mọi khó khăn. Khi bước vào độ tuổi trung niên, Bính Thìn thường đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự thành công của họ không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực cá nhân, mà còn từ khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội bền vững. Nhìn chung, cuộc đời của Bính Thìn là một hành trình đầy màu sắc với nhiều cơ hội và thách thức. Họ luôn cố gắng hết mình để vươn tới những điều tốt đẹp và nhờ vào tính cách mạnh mẽ cùng sự quyết tâm, Bính Thìn thường đạt được những thành công đáng tự hào. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tháng Bính Tý, hành trình của tự nhiên và niềm tin vào sự tái sinh. Tháng 11 âm lịch năm 2024, tháng Bính Tý không chỉ là một mốc thời gian trên lịch mà còn mang trong mình những giá trị sâu sắc, kết nối thiên nhiên, triết lý âm dương và đời sống nhân sinh. Đó là thời điểm khi trời đất chạm đến sự khắc nghiệt của mùa đông, nhưng đồng thời, từ lòng sâu thẳm ấy, những mầm sống mới bắt đầu thức dậy. Âm dương giao hòa, khởi sinh từ trong tận cùng. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý gắn liền với quẻ Phục, biểu tượng cho sự trở lại và khởi đầu. Trong quẻ này, giữa sáu hào âm dày đặc, chỉ có một hào dương duy nhất xuất hiện ở đấy,
như một ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên từ bóng tối. Hình ảnh ấy là minh chứng cho quy luật bất biến của vũ trụ. Ngay cả khi âm khí đạt cực thịnh, dương khí vẫn lặng lẽ sinh sôi, chuẩn bị cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Quẻ phục không chỉ phản ánh sự vận hành của trời đất mà còn gửi đến mỗi chúng ta một thông điệp nhân sinh sâu sắc. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng u tối nhất, vẫn luôn tồn tại tiềm năng để bắt đầu lại, chỉ cần đủ kiên nhẫn và niềm tin. Bản hòa ca của thiên nhiên qua hai tiết khí lớn. Tháng Bính Tý được tô điểm bởi hai tiết khí quan trọng, Đại Tuyết và Đông Chí, như những nhịp trống báo hiệu sự vận động kỳ diệu của trời đất. Đại Tuyết, khi thiên nhiên khép mình. Đầu tháng, tiết Đại Tuyết xuất hiện, báo hiệu cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông tại nhiều vùng. Tuyết rơi dày, cây cỏ chìm trong giấc ngủ, và mọi sinh vật thu mình lại để bảo toàn năng lượng. Trong sự lặng lẽ ấy, thiên nhiên dường như đang dồn sức cho một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đại Tuyết nhắc nhở rằng đôi khi sự im lặng và chuẩn bị là bước đệm không thể thiếu để bùng nổ và tỏa sáng. Đồng chí, điểm cực đỉnh của âm khí và sự trở lại của ánh sáng. Giữa tháng, ngày Đồng chí, khi đêm dài nhất và ngày ngắn nhất, chính là khoảnh khắc chuyển giao vĩ đại. Đây là lúc âm khí đạt cực đại, nhưng cũng là khi dương khí bắt đầu sinh sôi trở lại, tượng trưng cho sự hồi sinh của ánh sáng và sự sống. Từ Đồng chí, ban ngày sẽ dài hơn, ánh nắng sẽ mạnh hơn, mang theo lời hứa của một mùa xuân rực rỡ phía trước. Đồng chí dạy chúng ta rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ánh sáng của hy vọng vẫn luôn chờ đợi để trở lại. Tháng của suy ngẫm và định hướng. Tháng Bính Tý không chỉ là một chặng đường thiên nhiên chuyển mình mà còn là thời điểm để con người tạm dừng, suy ngẫm và tái định hướng, gắn bó với thiên nhiên và cộng đồng. Khi cái lạnh buốt giá bao trùm, đây là lúc con người tìm về mái ấm gia đình, quây quần bên bếp lửa, chia sẻ hơi ấm yêu thương. Các hoạt động tích lũy lương thực, củng cố nhà cửa không chỉ giúp chống chọi mùa đông mà còn tạo cơ hội để mỗi người gắn kết hơn với những giá trị bền vững của cuộc sống, làm mới tâm hồn và đặt mục tiêu. Đồng chí được coi là thời khắc lý tưởng để tổng kết những gì đã qua và khởi đầu những điều mới mẻ. Hãy buông bỏ những điều cũ kỹ, những gánh nặng không cần thiết và mở lòng đón nhận một tương lai tươi sáng. Giống như dương khí nhen nhóm từ trong âm khí cực thịnh, những bước đi nhỏ bé hôm nay có thể trở thành nền móng cho những thành công lớn lao mai sau. Bài học từ tháng Bính Tý, niềm tin vào chu kỳ bất tận của vũ trụ. Tháng Bính Tý là lời nhắc nhở rằng mọi thứ trên đời đều tuân theo một chu kỳ hài hòa. Cái lạnh giá của mùa đông chỉ là một đoạn ngắn trong bản trường ca của tự nhiên, và sau bóng tối luôn là ánh sáng. Hãy để tháng này trở thành nguồn cảm hứng rằng dù đối diện với khó khăn hay thách thức lớn đến đâu, bạn cũng có thể tìm thấy một khởi đầu mới từ trong chính mình. Hãy tin tưởng rằng ánh sáng luôn xuất hiện từ nơi tưởng như tối tăm nhất, và sự sống luôn sinh sôi từ những điều giản đơn nhất. Tháng Bính Tý không chỉ là một đoạn thời gian, nó là biểu tượng của sự tái sinh, khởi đầu và niềm hy vọng mãnh liệt vào những điều tốt đẹp đang chờ đón. Về phương diện sự nghiệp, những bước tiến vững chắc và đầy hy vọng. Tháng 11 âm lịch mở ra trước mắt người tuổi Bính Thìn một bức tranh sự nghiệp đầy màu sắc, mặc dù không phải lúc nào cũng rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu sắc. Dưới sự trợ giúp của cục diện tam hợp, bạn sẽ cảm nhận được những chuyển biến tích cực trong công việc, từ đó khơi gợi niềm tin và quyết tâm vào tương lai. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tự nhìn nhận lại bản thân, đối diện với cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu. Sự tự nhận thức này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, vạch ra những kế hoạch rõ ràng và từ đó hướng tới những mục tiêu xa hơn, cao hơn. Nếu bạn biết đánh giá đúng thực tế, mọi thứ sẽ dần mở ra theo chiều hướng tích cực, đưa con đường sự nghiệp của bạn đến gần hơn với sự thành công bền vững. Trong công việc, sự hợp tác và gắn kết với đồng nghiệp, bạn bè sẽ là chìa khóa quan trọng giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Dù công việc có khó khăn đến đâu, khi bạn cùng mọi người hợp lực, mọi trở ngại dường như đều có thể giải quyết. Nhưng đừng quên, thành công nào cũng phải đối mặt với những kẻ ganh ghét, có thể họ sẽ tìm cách hạ bệ hoặc gây khó khăn. Tuy nhiên, với vận quý nhân dượng, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều vì sẽ luôn có người giúp đỡ bạn vượt qua những sóng gió đó. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp, tháng này chính là lúc thích hợp để bạn mạnh dạn bước ra ngoài, thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Tỷ lệ thành công sẽ khá cao nếu bạn dám tin tưởng vào bản thân và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Về phương diện tài lộc, những cơ hội mới, thách thức không ít.
Dưới tác động của cục diện tam hợp, người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một thời kỳ tài lộc phát triển mạnh mẽ và đầy triển vọng. Đây là thời điểm mà những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giờ phút vất vả cặm cụi trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng, mở ra những cơ hội phát triển tài chính vượt bậc. Đặc biệt, đối với những ai đang theo đuổi con đường kinh doanh, việc mở rộng quy mô và hợp tác làm ăn sẽ mang lại những kết quả tích cực. Với sự kiên trì và tinh thần chăm chỉ, bạn sẽ thấy mọi cố gắng của mình không uổng phí, tài lộc vào như nước, mang lại những cải thiện rõ rệt trong cuộc sống. Nếu bạn là người làm đầu tư, đây là lúc để bạn bước ra khỏi vùng an toàn và mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, trong thế giới đầy cạnh tranh và biến động này, sự do dự có thể là kẻ thù nguy hiểm. Đừng để cơ hội vụt qua chỉ vì bạn chần chừ, bởi mỗi khoảnh khắc đều có thể là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Hãy tin tưởng vào bản thân, vào khả năng mà bạn đã rèn luyện qua bao nhiêu năm tháng. Dù công việc có khởi đầu khó khăn, thử thách và vấp phải những chướng ngại vật, chỉ cần bạn kiên định, mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc, kết quả cuối cùng sẽ vượt xa những gì bạn mong đợi. Đối với những người làm công ăn lương, tháng này sẽ là thời điểm tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt. Những nỗ lực không mệt mỏi trong công việc đã được đền đáp bằng những khoản lương thưởng xứng đáng. Bạn xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, và chính những thành quả này sẽ tiếp thêm động lực, khiến bạn cảm thấy tự hào về những gì mình đạt được. Tuy nhiên, đừng quên rằng tài chính không chỉ là tiền vào mà còn là cách bạn chi tiêu. Tháng này có thể có một số khoản chi bất ngờ, vì thế hãy thận trọng trong việc mua sắm. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để khích lệ bản thân, nhưng đừng để những khoảnh khắc này làm mất đi sự cân nhắc trong chi tiêu. Hãy tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai, hoặc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh tự do, bạn đều cần có một kế hoạch tài chính rõ ràng. Để không rơi vào tình trạng tiền vào rồi lại ra, bạn cần phải xây dựng một chiến lược chi tiêu hợp lý và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn. Đừng để những khó khăn ngắn hạn làm bạn mất phương hướng, mà hãy luôn hướng tới những kế hoạch lớn trong tương lai. Việc tiết kiệm và đầu tư vào những cơ hội lâu dài sẽ giúp bạn tích lũy được vốn vững chắc, mở rộng cơ hội phát triển và tạo ra nền tảng tài chính vững vàng, giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Về tình cảm và gia đạo, tình yêu thương trọn vẹn. Tháng này, gia đạo của người tuổi Bính Thìn sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc, trở thành điểm sáng trong cuộc sống của bạn. Mối quan hệ với những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp đều trở nên khăng khít hơn. Bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ gia đình và không khí đầm ấm trong từng cuộc trò chuyện, từng khoảnh khắc bên nhau. Đối với những người đã lập gia đình, đây là thời gian để tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Gia đình đón nhận hỷ sự, có thể là tin vui về con cái, cháu chắt hoặc những thành công của các thành viên trong gia đình. Mọi mâu thuẫn, xung đột trước đó sẽ được giải quyết ổn thỏa, đem lại một không gian sống vui vẻ, hài hòa. Bạn và người ấy sẽ là nguồn động viên tinh thần cho nhau khi gặp phải thử thách, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau trưởng thành. Với những người độc thân, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sau một thời gian dài lắng đọng trong nỗi buồn, giờ đây bạn đã sẵn sàng mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên, với những người chân thành, và mối quan hệ này sẽ trở thành một nền tảng vững chắc cho tương lai. Về phương diện sức khỏe, cần chăm sóc bản thân hơn bao giờ hết. Mặc dù tháng này nhiều phương diện cuộc sống đang tiến triển tốt đẹp, nhưng sức khỏe của người tuổi Bính Thìn lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống và dễ mắc phải những bệnh vặt khi thời tiết thay đổi. Có lẽ bạn đã làm việc quá sức trong suốt thời gian qua và đây là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi, phục hồi. Hãy tạo cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để tránh những căng thẳng và áp lực không đáng có. Đồng thời, đừng quên chăm sóc tinh thần của mình bằng những cuộc trò chuyện với bạn bè, người thân để giảm bớt lo âu, căng thẳng. Mùa đông này, đặc biệt cần chú trọng đến việc dưỡng sinh, chăm sóc cơ thể bằng những biện pháp như ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, tập luyện nhẹ nhàng và duy trì tâm trạng vui vẻ. Hãy ăn ít đồ cay, nhiều thực phẩm chua, ngủ sớm và vận động nhẹ nhàng để bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi những tai nạn hoặc chấn thương không đáng có. Tổng kết, tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Bính Thìn nhiều cơ hội mới,
đặc biệt trong sự nghiệp và tình cảm. Những bước tiến vững chắc sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh. Hãy duy trì sự lạc quan, chăm sóc bản thân thật tốt và tự tin đối mặt với mọi thử thách phía trước. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 11 âm lịch để quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn có những kế hoạch phát triển cho mình. Tử Vi tuần 1, tháng 11 âm lịch 2024, dương tới thành công. Tuổi Bính Thìn sẽ bước vào tuần đầu tháng 11 với một luồng năng lượng tích cực mạnh mẽ. Công việc của bạn sẽ trải qua giai đoạn suôn sẻ, những vất vả, thử thách từ tuần cũ dường như tan biến, nhường chỗ cho cơ hội và may mắn. Bạn sẽ nhận ra rằng chính sự khiêm nhường và hòa nhã đã mở ra cánh cửa thành công trong công việc, dù có những tiểu nhân muốn làm bạn vấp ngã. Tuy nhiên, sự nghiệp của bạn sẽ không bị ảnh hưởng vì bạn sở hữu năng lực mà chẳng ai có thể phủ nhận. Những người kinh doanh, buôn bán sẽ gặp thuận lợi vì uy tín và sự chân thành của bạn đã tạo dựng được lòng tin yêu của khách hàng. Tài vận sẽ khởi sắc rõ rệt khi bạn nhận ra những cơ hội mới, những nguồn thu nhập phụ giúp ổn định tài chính. Tuy nhiên, dù có may mắn, bạn cũng cần phải thận trọng trong chi tiêu, đừng vì những cơ hội ấy mà sống quá thoải mái. Chuyến đi sắp tới hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt đẹp nếu bạn có dự định du lịch. Tuy nhiên, tuần này không thiếu thử thách, đặc biệt vào nửa đầu tuần sẽ có những sự cố bất ngờ liên quan đến gia đình và sức khỏe. Nếu có người thân đang ốm đau, hãy dành sự quan tâm đặc biệt. Nếu bản thân cảm thấy không khỏe, đừng ngần ngại đi thăm khám. Quý nhân Thân, Thìn. Tiểu nhân Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn đỏ, đen. Con số phát tài 22, 67, 58. Tử vi tuần 2, tháng 11 âm lịch 2024, thử thách để tỏa sáng. Tuần thứ hai này, đầu tuần sẽ là thời gian thử thách với công việc và tài chính. Mọi thứ không dễ dàng, bạn cần phải kiên nhẫn để vượt qua những chướng ngại vật. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, đừng để lòng tốt của mình dẫn đến những rủi ro tài chính. Đặc biệt, đừng cho vay mượn vì dù người ta hứa trả lãi cao, nhưng khả năng mất mát là rất lớn. Về tình cảm, người đã có gia đình sẽ cảm nhận được sự hòa hợp và gắn kết trong mối quan hệ. Tuy nhiên, những ai chưa tìm được tình yêu đích thực sẽ phải đối mặt với sự mơ hồ và khó khăn trong chuyện tình duyên. Hãy cẩn trọng và không quá kỳ vọng vào những mối quan hệ không thực lòng. Cũng đừng để công việc cuốn đi tất cả năng lượng của bạn, vì sức khỏe chính là vốn quý nhất. Nếu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, đừng ép mình quá mức. Quý nhân Thân, Dậu. Tiểu nhân Tuất, Mão. Màu sắc may mắn đỏ, đen. Con số phát tài 22, 67, 58. Tử vi tuần 3, tháng 11 âm lịch 2024, những thử thách được coi là cơ hội. Tuần này có thể bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Dù làm việc chăm chỉ, nhưng tài chính lại không có sự dư dả như mong đợi. Đặc biệt, cuối tuần bạn sẽ nhận thấy sự hao hụt rõ rệt khi những khoản chi tiêu đột xuất, những hợp đồng làm ăn không suôn sẻ có thể khiến bạn lo lắng. Để bảo vệ tài chính, bạn cần phải cẩn thận hơn trong các hợp tác, tránh bị lừa gạt vì thiếu kiểm tra giấy tờ. Nhưng ngay cả khi gặp phải thử thách, bạn sẽ thấy rằng đó cũng chính là cách để giải hạn những khó khăn trước đó. Công việc vẫn ổn định và sẽ mở ra cơ hội cho những ai đang trong giai đoạn thi cử, tìm việc hoặc chuyển công tác. Đầu tuần là thời điểm lý tưởng để bắt đầu các dự định mới. Hãy tiếp tục tập trung vào công việc, đừng để mình bị lôi kéo vào những chuyện thị phi không cần thiết. Tình cảm trong tuần này khá êm đềm, sự thấu hiểu giữa bạn và nửa kia sẽ giúp mối quan hệ ngày càng gắn bó. Bạn sẽ có dịp gặp gỡ bạn bè cũ, người thân xa. Một buổi tiệc tùng hay một chuyến du lịch cùng nhau sẽ mang đến những niềm vui bất ngờ. Quý nhân Tý, Thân. Tiểu nhân Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn đỏ, đen. Con số phát tài 62, 17, 58. Tử vi tuần 4, tháng 11 âm lịch 2024, chinh phục thử thách.
đón nhận thành quả. Tuần cuối tháng 11 sẽ không thiếu thử thách, nhưng chính trong những khó khăn này, bạn sẽ tìm thấy cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. Mặc dù bạn luôn làm việc với sự hiền hòa, nhưng không ít người xung quanh sẽ ghen ghét vì tài năng và thành công của bạn. Đừng để những lời đàm tiếu làm bạn lung lay, vì bạn chính là người xứng đáng nhận được những kết quả tốt đẹp từ những nỗ lực của mình. Mặc dù tài chính sẽ gặp một số khó khăn nhỏ, nhưng khi cuối tuần đến, cơ hội gia tăng thu nhập sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, bạn cần phải tập trung vào công việc chính, đừng tham lam quá mức, kẻo cuối cùng lại bị tổn thất sức khỏe vì căng thẳng trong công việc. Tình cảm trong tuần này sẽ có những bước tiến, đặc biệt là với gia đình. Một tin vui về cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ có một số xung đột, vì vậy hãy cố gắng giữ bình tĩnh và bớt nóng giận để tránh làm tổn hại các mối quan hệ. Sức khỏe có thể là vấn đề cần được chú ý, vì bạn đang cảm thấy lo lắng và căng thẳng về tương lai. Hãy biết cách cân bằng lại cuộc sống và không quá ép mình. Quý nhân, Ý, Dậu. Tiểu nhân, Mùi, Sửu. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, 20, 38, 78. Định bản thân và vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào chính mình và tận dụng mọi cơ hội để tạo ra thành công vững bền. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân vẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy.
Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh, rất tốt cho nữ mạng, mang tính hóa giải kịp thời, có thể hóa hung thành cát, mang tới điều cát lành, may mắn trong công việc hay chuyện tiền bạc cho tuổi Bính Thìn. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ về hao tán tiền bạc và đau yếu, bệnh nặng. Nữ mạng Bính Thìn dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém dẫn tới mệt mỏi, thậm chí có nguy cơ đột quỵ, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nữ mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân dẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Cách hóa giải vận hạn: kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch, năm Bính Thìn 2024, của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.